Ok anh em ơi, và Khải sẽ cho anh em tổng khởi đồ bắt 615. Thì đánh cho anh Long thì được hai cây vũ khí 500. Đó. Một cây 540 này, khoảng một kim này. Một cây 540 nữa, khoảng một kim đến một kim rưỡi này. Đó. Với 8 kim thì ông được ít đồ như đó. Rồi một quả tây 540, sinh lực lực quả tây này cũng được một kim cho đến một kim rưỡi. Rồi một ngọc bội 540 ấn một. Ngọc bội này cũng bèo lắm, được hơn 5 kim nữa. Nếu mà bù qua 3 4 món này thu lại thì cũng tương đối là hơn, tương đối là có thể là lỗ cao lắm 1 đến 2 kim. Đó, với 8 kim thu được nhiêu đó. Đó. Rồi bên anh Long này. Bên Long hơn 10, bên anh Long gần 10 kim. Đó. Bên Long gần 10 kim thì được một đai lưng này. Anh Tùng chính nam cho anh Tùng ơi, một đai lưng này. Sấn lôi 28 sinh lực, cái này bèo lắm hơn 3 kim này. Đó. Một đôi giày nô 1 thời điểm hiện tại tóc 40, căng 20, chống 40, sinh lực lực 13x. Thực sự đôi giày này quá pin luôn em ơi. Đó. Đôi giày này bèo lắm phải hơn 30 kim, khẳng định luôn. Đó, bán ra ngồi, quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo. Một tay 540, cái này thì được kim kim hơn. Rồi, đại lưng kháng hỏi dòng 1, đại lưng này thì anh em trong ban có thể sai, có thể là 500 xu. Rồi, một cây vũ khí kháng lôi 26, sinh lực lực. Cái này thì chắc cũng được hơn kim cho đến 3 kim. Đó, dòng 1 mà. Ok luôn. Một cây vũ khí tốc 30, độc sắc 24, về bờ luôn. Cái này bèo lắm hơn 3 kim cho đến 5 kim. Một cây vũ khí 540 cũng được 500 xu đến 1 kim. Rồi một cái ngọc bội 25-20. Thực sự kháng hỏa khá là cao nhưng mà sinh lực được 92, chọn 20 thôi. Đó. Ok, hết luôn nè. Đó, ở bắt 615 thì nó như vậy thôi. Thì đó mà nói, giữa hai anh em đánh thì của anh Long thì có thể nhỉnh hơn một chút, lời được chỗ đấu dây. Còn chỗ anh Nam thì đánh giùm anh Nam thì thực sự là lỗ chắc bán ra lỗ chắc khoảng tầm 2 kim. Đó. Hoặc là tương đương ngang vốn, chung không lỗ nha nè. Rồi bên anh Long thì về bờ quá trời đồ luôn. Đó. Đặc biệt là đôi giày. Rồi anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like chia sẻ mạnh nha mọi người. Đó. Bỏ vô. Bỏ vô. Chứ của ai bỏ chỗ người đó được khỏi bị lộn đồ nè. Bỏ vô. Bỏ vô. Xong rồi một người này. Một này. Một này. Một này. Rồi ok. Rồi ok anh em xem video trong một like nha.